Chào mấy anh em buổi sáng nha. Hôm nhiêu đây anh em ơi. Được hai gà với lại hai chân gà tính nha. Gà mái, gà trống nhìn muốn bằng gà mái luôn. Bự hơn gà mái được chút xíu. Gà này chắc ba lạng. Ba là ba rưỡi. Mái thì hai lạng. Hai chân lịch con xéo nào cũng quýnh đầu cũng bay điên. Sảy con là mái tức tiết bết quá trời bết. Giờ này còn 10 phút nữa 6 giờ mà tự lên sáng trắng. Hôm qua giờ này sảy gà này. Chưa cuốn lưới cuốn gì hết anh ơi. Cái này mấy con nữa nè. Lai rai nhưng mà không có gà cũng mừng. May mắn thôi. Hôm qua đi bẫy lập buổi chiều mồi gặp con mà con nó bể già của đế rồi. Nó vô nó kêu cho đã là nó kêu không lợi, nó bay qua bay lợi hộp qua gặp không có đem giò theo, rồi đem theo bộ vòng hay gì văng ở ngoài, biết văng ở ngoài đuổi tới đuổi lui cũng dính bay chút xíu xuống lục bình kêu miết rồi bay lên đi xuống làm tới tối cũng không bắt được. Chỗ mình giờ bắt đầu là có người ta đánh gà lai 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 rồi. Họ chỉ cần cái lo với lại vài bộ giò cầm để kêu kêu bắt biết nè, cần mồi màng vậy nè. Rồi có người quýnh bỏ con mái vô lụp nữa. Từ lưa hết bởi vì mồi lên rồi lúc này có đi dài nào vậy vậy lại ra có bắt trước bắt được thôi chứ. Bữa hai là nó bể lụp khó gài lắm. Nói chung tối này được như đây cũng hên đi. Tưởng trớt rồi chứ gà mái gì nhắn cho nó nhỏ xíu rồi. Trống mái gì cặp 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 chuột hai vợ chồng hay chồng bị si ra teo cái gì thôi. Chào anh em buổi sáng nha, chúc anh em thành công, mai chỉ được như đây thôi.